Thương nhập khẩu từ Ấn Độ từ lâu đã bị coi là kém chất lượng khi thời gian qua, hàng loạt những lệnh đình chỉ đã ban hành với các loại thuốc đến từ quốc gia này. Vậy mà theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến tháng 7 năm 2014 thì dược phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ đã tăng gần 320%. Ấn Độ là thị trường cung cấp chính mặt hàng dược phẩm cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2014, chiếm 13,4% tổng kim ngạch, đạt 155,1 triệu đô la Mỹ, tăng 319,84% so với cùng kỳ năm 2013. Đây cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội so với các thị trường khác. Pháp là thị trường đứng thứ hai về kim ngạch cung cấp mặt hàng dược phẩm cho Việt Nam với 131,7 triệu đô la Mỹ. Thứ ba trong bảng xếp hạng kim ngạch là thị trường Đức đạt 112,6 triệu đô la Mỹ, tăng 34,77% so với cùng kỳ. Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu dược phẩm từ các thị trường khác như Anh, Italia, Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ.